cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 18 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trương Bưu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bưu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng, những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Con đến bên cha trong niềm tin son sắt. Ông Lê Văn Tập hiện đang ở Paris. Vào tháng 2 năm 2013, ông Tập bị bệnh gout. Các khớp xương, 10 ngón tay của ông sưng to lên, không co duỗi được và rất đau nhức. Bác sĩ khám và cho ông uống thuốc hàng ngày. Mặc dù có bớt đau nhức, nhưng các khớp ngón tay ông vẫn sưng đỏ và khó cử động. Đầu tháng 9 năm 2013, ông có dịp đi qua California thăm người thân, nghe giới thiệu về văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bưu Diệp. Nên ngày 9 tháng 9, ông đã đến và cầu nguyện với cha gần 2 giờ đồng hồ. Ông lấy chai nước thánh và xin cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse cho ông được lành bệnh, và ông sẵn sàng vâng theo thánh ý nếu phải chịu thử thách. Ngay tối hôm đó, khi về nhà, ông đã có cảm giác đỡ đau rất nhiều. Đến ngày 11 thì ông đã co các ngón tay lại được, và đặc biệt là không còn sưng nữa. Đến ngày 12 tháng 9, ông ghi nhớ rất rõ ngày này vì tay ông hoàn toàn hết đau nhức và đặc biệt là các ngón tay của ông đã co duỗi như bình thường. Ông quá vui mừng nên vội chạy đến văn phòng để chia sẻ ơn lành mà ông vừa nhận được. Tôi là Lê Văn Tập. Dạ, em là Maria Thái Ngân. Ở thành phố Troyes, nước Pháp. Dạ, qua đây thăm đứa con ở San Jose. Hôm thứ Chủ nhật tuần rồi, tôi đi chiều Chủ nhật tuần rồi, tôi ghé qua đây. Rồi cái tôi ở nhà của chị vợ tôi là chị Mỹ. Đó, ở và qua ngày thứ hai trưa, chị trở lại đây. Vô cầu nguyện với cha Francisco Trương Bưu Diệp. Thì tôi cầu nguyện vậy, nhưng mà tôi cầu nguyện cha, xin cha cầu bầu giùm cho Chúa và mẹ Maria Thánh cả Giuse cho tôi, nếu theo thánh ý Chúa, tùy theo thánh ý Chúa, Chúa muốn thế nào thì muốn, thì tôi vẫn chấp nhận như vậy. Chứ tôi không có phải là tự ý, tùy theo thánh ý Chúa thôi. Bắt đầu tháng 2, đâu khoảng mười mấy tây tháng 2 vậy, tay nó bắt đầu nó sưng lên, nó sưng, nó nhức nhức thôi chứ nó không có gì. Rồi cái tới cuối tháng 2 nó sưng lớn lên. Tôi đi khóa thánh linh ở Paris 3 ngày thì nó sưng dữ lắm. Người ta, mấy chị bạn lấy đồ bó tay tôi lại. Nhưng mà rồi nó cũng vẫn sưng như vậy thôi. Và tôi trở về ngày Chủ nhật, thì ngày thứ hai 4 tây February đó, 4 tây tháng 2 đó, tôi đi bác sĩ. Thì bác sĩ nói tôi bị tê thấp gout, và cho tôi uống cái toa thuốc đầu
Thì tôi về tôi bị da rê quá, cái tôi đi lại lần nữa, ông cho cái thuốc thứ hai cũng vậy, cũng bị như vậy. Tôi đi lần nữa, ông cho thuốc thứ ba nhẹ hơn, uống ngày có một viên thôi. Rồi từ đó đến giờ nó giảm bớt nhất một chút thôi, thì tay nó vẫn còn sưng thôi. Rồi tới tháng 20 tây tháng 8 nè, con tôi nó gọi tôi qua, thì tôi đi qua bên nhà nó ở San Jose. Sau khi ở vài ngày rồi nó tôi đi, chị Mỹ chị nó kêu tôi qua đây chơi, thì tôi đi qua đây. Tự nhiên tôi qua sẵn dịp để thăm chị là chị vợ đó. Rồi tôi có đến trung tâm Francisco Trung Vũ Diệp đây, tôi vô cầu nguyện trong 2 tiếng đồng hồ. Chỉ với vợ tôi đi công chuyện chút, 2 tiếng đồng hồ tôi cầu nguyện, tôi lên trên tôi đặt tay và để cho nước ở trên tay cha, cầu xin cha, xin cha cầu bào gồm Chúa, Chúa Giêsu Kitô và Thánh Nữ Đồng Trinh Maria và Thánh Cả Giuse để giúp tôi, chữa cho tôi cái tay tôi đừng có nhức nữa và lành bệnh. Mà tôi kêu xin Chúa như vậy thôi, nhưng mà tôi kêu xin Chúa, nếu được lòng Chúa thì Chúa cho, còn không được lòng thì thôi tôi cũng chấp nhận, chứ tôi cũng ưng thuận, chứ tôi không than phiền ai hết, là theo thánh ý Chúa đó. Tôi vẫn như vậy thôi, thì nó vẫn tê tê thôi. Về nhà thấy nó nhiều nhiều bớt, tối sau thấy co co lại cũng đỡ đỡ. Qua ngày thứ ba thì nó đỡ nhiều hơn, qua ngày thứ tư nó hết. Và hết nhất mà tay vẫn còn quơ 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 được như vậy thôi. Kế tiếp đó, cái tôi thẳng riết được, cho tới này quơ vậy được. Chứ hôm trước làm gì không được đâu, nhức lắm. Và nó giảm sưng, chứ mỗi lần nó sưng dù lên về bắp tay bự nha. Rồi nó lột da, lột đỏ tay hết rồi. Tôi qua ngày 8 tháng 9, rồi cái 9 tây tháng thứ 2 đó, là trưa tôi mới đi đến đây. Tôi cầu xin vừa đó, là hết hoàn toàn là qua ngày đâu, ngày thứ 5. Ngày thứ 5 từ rồi vừa rồi. Cái ngón tay sưng rất là to, mà cầm đồ thì dễ bị rớt. Thành ra là mỗi lần mà anh cầm đồ đó là em dành cầm không, tại vì em sợ buông nó bể đồ mất công rồi mình phải hốt nữa. Thành ra là em nghĩ là mấy đứa con đó là chắc là kỳ này phải ba phải xin thuốc mạnh hơn để cho nó giảm. Mà có đi thử máu thì bác sĩ nói là bị gao đó anh. Đó, thì em cứ nghĩ là cái bệnh này chắc là cái bệnh này là nó cho tới mình tới suốt đời luôn. Thành ra là mình qua bên đây thì nghe mình có đức tin thì mình đến cha, mình cầu nguyện nếu mà được thì cha cho mình hết bệnh giống như bao nhiêu người khác như mình đã coi trong video đó anh. Đó thì em không ngờ là ông xã em ổng đi cầu nguyện có 2 ngày thôi, 9 tây là 11 tây là là về nói với em là cái tay sao thấy bữa nay thấy nó đỡ thẳng mà không thấy đau. Cái em mới nói vậy là chắc cha chữa. Rồi qua ngày hôm sau á, tự nhiên ông nói là ủa sao bữa nay cái tay thẳng nhiều hơn. Thì em nhìn thì em thấy tại vì hằng ngày mình biết là thẳng ra nhiều, mà lúc trước thì cong cong mà nó lại sưng bự nữa, bây giờ thẳng nhiều. Thì em nói chắc là đúng rồi, cha chữa. Cha cũng đã thương mình là cầu bầu với Chúa là cho mình được lành bệnh, để coi mình vài bữa nữa coi mình còn có đau. Mình đức tin mình có nhưng mà mình không biết là có trở lại nữa hay không. Thì bữa nay là cũng được nhiều ngày, thì sẵn là em sắp về bên Pháp đó, thì lên đây để mình nói ra những cái gì mà mình đã được ơn cha. Dạ. Thì hồi kỳ rồi có đi ông bác sĩ đó, ông coi thì ông nói là cái bệnh này của mẹ, của ông vua đó, của ông đó, là coi như là cũng phải chịu thôi, tại vì tuổi lớn rồi mà bệnh này, thì ông chỉ cho thuốc giảm đau thôi chứ không làm gì hơn được. Dạ tôi thì tôi muốn vì tôi được cha chữa rồi, được cầu xin cùng Chúa chữa rồi, thì tôi cũng kêu xin Chúa chữa cho những ai có bệnh thì nên chạy đến cha Francisco Trương Bưu Diệp để cầu xin cùng Chúa và mẹ Maria Thánh Cả Giuse chữa. Dạ tôi có đôi lời như vậy thôi. Mỗi lần chân cẳng nó khó đi lắm nha. Nó lùng khùng nó, mà bây giờ đi thẳng được.
Coi như là em cũng được biết cha Trương Bưu Diệp là, tại vì em là người ngoại đạo, em theo đạo chồng, thành ra là trong gia đình thì chị Mỹ cũng là người ngoại đó, thành ra là em về bên Việt Nam lúc đó là mẹ mẹ má má em nó còn sống đó, thì má em người ngoại đó, nghe tới cha Trương Bưu Diệp rất là tin, tuy là ngoại chứ mà nghe về cha và đức mẹ là gia đình người nào hình như cũng cũng tin. Thành ra là khi mà bà bị bệnh căng xe máu đó anh, là lúc nào cũng dán cái hình Trương Bưu Diệp. Lúc đó là em đã biết cách đây là mẹ em chết mười mấy năm rồi, năm 1999 á, thì má em dán cái hình cha Trương Bưu Diệp trước cái chỗ mà đầu nằm á. Mỗi lần mà má em uống thuốc á, má em mới kiểu mà đạo Phật là chắp tay đó, rồi lại cha cho con uống thuốc hết bệnh. Nhưng mà bác sĩ đã nói là má em không có qua khỏi, là mình giấu thôi, chứ thiệt ra là cái bệnh của má em là không có qua khỏi. Bác sĩ nói trong vòng 20 ngày là bà sẽ đi. Thì em về bển thì mình cũng cầu nguyện vậy thôi. Nhưng mà má em sống được thêm 3 tháng nữa, thì mình cũng mừng là thêm 3 tháng về gặp được mẹ, rồi mẹ mất đó. Rồi thì trong cái đầu mình thì lúc nào mình cũng có đem hình cha về, tại vì mình đạo Công giáo thì mình cha là lúc nào là mình cũng tin tưởng đó. Thành ra là từ đó tới đó là mình biết rất là lâu, nhưng mà mình không có dịp để mà mình về Việt Nam. Mấy lần em về Việt Nam em muốn đi lắm, mà ba đau, mẹ đau, xong rồi tới ba đau, tại vì ba lớn tuổi hết rồi, không có đi được xa tới Cà Mau. Có chị Mỹ em thì đi tới được thôi, em thì không có đi được. Thành ra là mình biết mà mình chỉ có cầu nguyện thôi, chứ không có đến gặp được cha ở ở Cà Mau đó anh. Dạ, thành ra là em cũng mong một ngày nào đó thì em về thì được đến tận tác sậy đó để mà mình tạ ơn cha. Nhưng mà qua đây thì em thấy nó cũng giống như ở bên Việt Nam, thì mình ở đâu mình có đức tin thì cầu nguyện cha thì cũng sẽ được thôi. Thì em nhìn vô cái hình của cha mà khi mà mình đến mình rời tay, mình rời tượng cha đó, thì mình cảm thấy trong người mình nó hồi hộp, nó giống như nó có một cái gì nó vào trong cái con người mình đó. Mình cảm thấy mình tác động vào trong cái con người của mình giống như mình muốn khóc kìa đó, mình cảm động đến vậy. Dạ, tôi cảm thấy nó rung động trong người. Tôi thấy nhìn cha mà tôi cảm thấy làm như là cha sống động. Có một cái chia sẻ chung với lại tất cả mấy anh chị em, ông bà anh chị em nào có những cái gì mà trong lòng mình gút mắt hoặc là mình bị đau bệnh gì thì cứ hãy chạy đến cha, thì em nghĩ cha sẽ giúp mình và chữa lành cho mình. Cha Francisco, xin hãy lắng nghe, xin hãy xót thương, xin hãy xót thương, nghe lời con khấn nguyện. Bác Nguyễn Thị Xuân Lan hiện đang ở thành phố Westminster, California. Bác là người ngoại Công giáo, nhưng bác có niềm tin mạnh mẽ vào sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Con gái bác lấy chồng được 3 năm, nhưng vẫn không có con, nên bác đã khấn cha. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bác được tin con gái bác có tin vui và đã sinh được một cháu gái. Gần đây, bác đã khấn với cha cho hai đứa con trai, thì cả hai cháu đều nhận được ơn lành theo ý muốn. Còn riêng bác thì những khi có bệnh, bác đều kêu xin đến cha là được khỏi bệnh. Này bác biết được có văn phòng cha tại California, bác đến để tạ ơn cha và chia sẻ những ơn lành mà bác đã nhận được qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Nguyễn Thị Xuân Lan, ở Westminster, tôi được mấy cái ơn mà Ngài cho. Tôi có cô con gái lấy chồng bên đạo, con tôi cũng theo đạo, nhưng cách 3 năm sau không có con. Thì tôi thì cũng thường đi nhà thờ theo hành hương, thì có nghe tiếng của cha ở cái sảnh rất tối lên, thì tôi cũng mong xuống để cho biết cha. Thì tôi có xin, thì độ mấy tháng sau con gái tôi có em bé, bây giờ nó tên là Katie, sanh đường đứa cháu gái. Đó là cái ơn đầu tiên, và từ đó chúng tôi theo luôn. Thì tôi cũng có những cái buồn bực, không biết bệnh gì trong người. Nhưng sau này thì nghe cũng đến đâu thì có thỉnh hình cha, lúc nào trong túi cũng có cha. Rồi thỉnh thoảng không biết tâm sự thế nào, chỉ nhìn cha và khấn. Con người ngoại đạo, cha cứ cho con tùy ý cha. Như con đau gì cha cho con thấy.
thì có những cái bệnh mà cha cho thấy chữa bệnh được hết, chẳng hạn như bao tử hay là những cái chuyện mà mình thấy hiện tại thấy rõ lắm hết, thì cũng lại đến thọ ơn cha. Nhưng mong rằng đến bây giờ đến ở đâu, chỉ lần nào mà về Việt Nam thì mới xuống chỗ nơi cha để mà tạ ơn cha. Thì tôi nghe đâu nói nơi này có, thành ra tôi cũng vừa rồi con tôi, đứa con trai út, nó cũng có cái nhà ở đây. Cháu thì cháu nó bận, nó ở bên Texas. Thì nó cũng nói mẹ con mong sao mẹ nhờ ơn cha để nhà cho thuê mà con không biết cách nói, cũng nhờ sự ý muốn của cha. Thì tôi có sao tôi nói vậy, tôi nói cha con khó nói quá, hồi cha cho các cháu nó đi một cách êm đẹp, đừng gây go. Thì có vài tháng sau thì cho đi. Rất là lạ lùng, rất là huyền bí mà tôi rất tin tưởng. Và sáng đây có cháu Nhật đây, ngồi đây cũng con trai thứ của tôi, cũng có cái tiệm mà cũng không được vừa ý, bảo mẹ bây giờ mẹ đến với cha. Mới đây sang được cái tiệm nửa tháng nay, tức là mấy lần cứ họ đi họ không quay lại. Mẹ ơi mẹ cứ đi cho em Hùng, sao mẹ đi cho con làm vậy? Vì đây là anh của thằng Hùng, con trai tôi hết. Tôi nói thôi chỉ có mình mẹ biết cha thôi, mà mẹ thường đến với cha lắm. Dầu có bất kỳ một chuyện gì khó hay dễ, mẹ cũng nói con cúi đầu lại cha. Dầu con ngoại đạo, và tôi cũng có viết trong cái những cái cuốn tập bút là họ như thế, con xin tạ ơn cha. Và tôi cũng có để những cái ý muốn của tôi. Vì sẵn đây có em Nhật, cũng con trai kế út tôi, cũng cái tiệm, cứ rây rưa mãi, cứ họ lên rồi họ lại đi về. Con bực quá mẹ. Thì tôi sực nhớ, à bao nhiêu người thọ ơn cha đây là mẹ là chắn hết. Thôi mẹ lại đến với cha. Thì hôm nay em đã thành công, tôi kéo xuống để xin cúi đầu, xin tạ ơn cha. Tức là con là mẹ của các cháu, mà một phần các cháu cũng có đạo, chỉ riêng con là người ngoại đạo. Con rất mang ơn cha những cái ơn mà không ngờ. Vì tôi muốn nói lên nỗi lòng của tôi. Nếu không nói thì tôi cảm thấy tôi cứ bực rực trong người. Tôi xin cho cha được phong thánh, cha cứu biết bao nhiêu người trong vòng tay thương yêu của cha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có tin thì mới có tưởng mới có thật. Thì tôi thấy cha ban cho rất là lẹ, nhanh lắm. Có thể nói là không chờ đợi, nói là có. Chỉ có mình là hơi không để ý ngày tháng thôi, nhưng là rất là lẹ. Nội cái bệnh tôi thôi, tôi đau đủ các thứ hết. Có thể nói là cứ khám ra thì chắc nhiều lắm á. Nhưng mà mỗi lần ông bác sĩ nào mà nói đau gì thì tôi về tôi trình cha. Thì cha cho gỡ cho con đi. Con năm nay con 78 rồi cha. Cha cứ gỡ cho con đi, cái gì con chịu cái đó. Còn có lỗi thì con cúi đầu con xin tội với cha. Vì tôi nhà giáo, thành ra tôi muốn cái gì nó cũng rõ và tỏ cho sự thật. Tôi rất đại ơn cha rất nhiều, mà cha cho thấy rõ lắm. Chính bây giờ trong nhà tôi có hình ảnh của cha, dạy tôi trình, đi tôi thưa. Thôi tới đây thì hôm nay tôi cũng được hết lòng, để tôi về tôi không có bực rực, tôi không có khúc mắc, tôi tỏ hết cái linh của tôi, chân linh của tôi. Và sự ưu ái, rất ái mộ cha rất nhiều. Mong cho phong thánh để các con chiên, còn nhờ đến tình thương của cha. Lòng con thong thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng, cha Phanxicô, cha Phanxicô. Chị Ngọc Châu Nguyễn hiện đang ở thành phố Westminster, California. Chị Châu là người theo đạo Phật, nhưng do lúc nhỏ được học trường đạo, nên chị cũng được dự thánh lễ và thuộc các kinh đọc hàng ngày. Chị rất tin tưởng vào lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Một ngày nọ, đang lúc nửa đêm, thì chị bị đau ở bên hông. Chồng chị và con trai đã đưa chị vô bệnh viện cấp cứu. Chị đã liên lụy cầu khấn cha cho chị được lành bệnh. Đừng có chuyện gì xảy ra với chị, vì con chị còn nhỏ, không ai chăm sóc. Kỳ diệu thay, sau khi bác sĩ thử máu và làm các xét nghiệm, thì kết quả thật bất ngờ, chị hoàn toàn không có bệnh gì và cơn đau hông cũng hết.
Kể từ đó, bất cứ chị gặp bệnh tật hoặc khó khăn trong gia đình, chị đều đọc kinh cầu khấn cha và chị đều vượt qua được. Dạ, em tên là Ngọc Châu Nguyễn và em ở Westminster. Em được phép lạ của cha cũng được khoảng 3-4 tháng nay. Em có xin là về công an việc làm cho ông chồng em á, thì em thấy được hết tất cả. Với em bị tự nhiên không bị đau, bị đau giống như là phía bên hông đây nè. Mà đi emergency vô trong bệnh viện là đi ông xã chở đi với thằng con trai chở đi là giữa đêm phia mà 3-4 lần vậy đó. Mà vô trong bệnh viện Fountain Valley á, người ta thử máu rồi người ta lấy 5-6 ống máu mà làm liên tục 3-4 lần vậy đó. Mà ở tới sáng mới về là cái thấy tội nghiệp thằng con quá với ông chồng mà. Một tuần em ghé ở ngay chỗ văn phòng cha Diệp là 6 ngày một tuần á. Thì em xin thì em thấy được phép lạ là cha cho bây giờ á, là em không còn đau gì nữa hết á. Có những lúc buồn giống như mẹ mình chết hay là em út mình bệnh chết ở Việt Nam thì mình đau buồn á, thì cũng có sự an ủi của cha Diệp, có sự phép lạ đến với mình là em có thờ cha Diệp ở nhà. Mà em thấy mỗi khi mà đốt đèn cầy đồ ban đêm á, cho ở trên bàn thờ cha Diệp á, thì em thấy em vui mà thấy khỏe trong người lắm đó. Chứ em bệnh máu cao, em cũng bị tăng xong máu đó, cái nhiều khi giữa đêm phê á, cái tai á nó đơ rồi nè, nó cứng mà nó đơ, nó tê cơ bằng, nó tê cử động nó không có cảm giác á. Cái em nói trời ơi, bây giờ trong gia đình trong nhà mà con là người mẹ mà nó chưa có học thành tài, chưa có lấy vợ chồng gì hết, mà nếu mà con bị tai biến á là mấy đứa con khổ lắm. Cho nên lỡ bàn thờ cha đó mới xin, mới khẩn giá làm dấu thánh giá rồi xong rồi cái xin nói cha cho con cái tai con á làm sao á là đừng có tê mà cử động được, đằng sáng con còn rửa chén, còn nấu đồ ăn đồ cho mấy đứa con với quét nhà dọn dẹp nữa. Chứ nếu không ấy là em sợ nếu mà nó bị cái gì mà liệt một cái tay, cái là tay mặt nè, em bị tay mặt rồi làm sao làm. Mà nói thật ra là khi mà phép lạ của cha ban cho em á, cái em nghĩ em nói thôi giờ để em lên trên văn phòng cha Diệp á, rồi em sẽ nói về cái phép lạ đặng để cho những người nào mà bị bệnh á đến để xin cha Diệp cho, để cha Diệp giúp cho hết bệnh. Thì em thấy phép lạ của cha là thật là nhiệm màu mà power mạnh lắm. Cha giúp được cho là hết đau đớn. Bây giờ em đâu có còn phải bò lăn lết mà đi vô bệnh viện giữa đêm phia. Thằng con phải đi học đi làm chứ đau quá chịu không nổi, mà em không biết tại sao mà nó bị vậy. Nhưng mà bây giờ hết trơn luôn rồi, không còn đau đớn mà không còn đi bác sĩ xin thuốc đau nhức hay là cái gì nữa hết. Chứ hồi năm 90 á, qua Mỹ tới giờ có đi bác sĩ, đi ghét bác sĩ biết mặt luôn. Hồi đó em ở San Jose á, rồi năm 2000 em mới về đây, em mới dọn về đây. Mà em về đây giờ em cũng mừng lắm là có được cha Diệp á, có được văn phòng của mấy anh ở đây. Đây là phép lạ rất là linh thiêng mà power của cha Diệp á, đã cứu em thoát khỏi những cái thảm cảnh giống như là bệnh hoạn hay là đau khổ, khóc lóc gì ở trong cái tâm hồn á. Thì cha Diệp cũng cứu cho em được thoát chết. Giống như là em đau buồn á, là má em mất của, rồi em bệnh hoạn, rồi công ăn việc làm của ông chồng thất nghiệp cũng cả hơn nửa năm, rồi business làm ăn á, nó xuống quá. Mà nhờ cha Diệp cứu chứ không ấy là em bị chết lâu rồi đó. Cho nên em mới nói lên lời ngày hôm nay á, là nếu mà quý anh chị hay tất cả mọi người ở khắp nơi á, mà biết được cái chuyện này á, thì hãy đến để xin cha Diệp á, để cứu được cái mạng sống con người của mình. Chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp tập 18 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với cha Diệp. Buổi cầu nguyện với cha Diệp để mọi người cùng hiệp ý dâng lên cha những lời khấn nguyện và tạ ơn của khách thăm viếng ghi trong sổ xin khấn và cảm tạ sẽ được tổ chức tại nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 do cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế chủ sự. Kính mời quý vị đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Sắt ơn cha Diệp.
Các câu chuyện về ơn cha Diệp do các nhân chứng kể lại sẽ được in thành sách và phân phát miễn phí cho mọi người. Các cơ sở thương mại, các doanh nghiệp muốn đăng quảng cáo trên sách, xin gọi văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Mã số 123. Nếu có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, California, xin quý vị nhớ đọc số 123 là ngày giỗ cha Diệp 12 tháng 3. Ban giám đốc siêu thị sẽ trích ra 5% từ hóa đơn mua hàng để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Giờ phát hình. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên kênh 56.5 Việt News vào 7 giờ 30 tối thứ bảy và 11 giờ 30 trưa chủ nhật hàng tuần. Quý vị muốn xem trên hệ thống internet toàn cầu, xin vào website www.chuongbuodiep.org. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp sẽ thực hiện phóng sự nhiều kỳ Cha Diệp với doanh nghiệp. Để phỏng vấn và thu hình các cơ sở thương mại có để hình cha Diệp. Mục đích của phóng sự là để vinh danh cha Trương Bửu Diệp, đồng thời giới thiệu doanh nghiệp đến cho nhiều người. Kính mời quý doanh nhân có cơ sở thương mại tại Orange County, hãy gọi cho chúng tôi để ghi danh và hẹn ngày thực hiện. Đặt máy nhận thẻ toàn Hoa Kỳ. Các cơ sở thương mại muốn đặt máy nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, xin liên lạc anh Nguyễn Bá Chí, công ty MSG qua số toll free 1-866-642-6843 hoặc cell phone số 949-331-2459. Bên cạnh việc lắp đặt máy nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, MSG còn trích ra 50% lợi nhuận để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. DVD Ơn Cha Diệp từ tập 1 đến tập 17 hiện đang được phân phát miễn phí tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 Euclid Street, phòng E103-105, thành phố Garden Grove, California 92843. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Trương Bửu Diệp. Lạy Cha Trương Bửu Diệp.